Huỳnh Uyển Ân, em gái Trấn Thành lộ nhan sắc thật khi bị chụp lén, hậu giảm cân thay đổi thế nào? Thời gian qua, Huỳnh Uyển Ân, em gái hot girl của Trấn Thành liên tục tham gia các sự kiện giải trí cùng anh trai. Nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ trước nhan sắc cam thường của cô nàng. Cụ thể mới đây có mặt tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh, chiến ít diện chiếc đầm cúp ngực màu trắng trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên thần thái sang chảnh. Trên mạng xã hội, cô nàng cũng khoe ảnh xinh đẹp của bản thân khi góp mặt tại sự kiện này. Ảnh trên face lung linh là vậy, còn khi bị chụp lén bởi team qua đường, Uyển Ân vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Dù hình ảnh quay khá mờ và tối nhưng em chồng Harry Won vẫn gây ấn tượng với làn da trắng mịn màng, đôi vai thon gầy, trên mặt luôn nở nụ cười tươi. Uyển Ân sinh năm 1999 là một trong những gương mặt diễn viên trẻ triển vọng tại làng giải trí Việt Nam. Cô nàng từng có khoảng thời gian theo học tại Đại học Smith. Ngoài ra, cô nàng liên tục gây chú ý khi tham gia đóng clip viral, xuất hiện trong một vài bức ảnh du lịch cùng gia đình. Gái đẹp nối gót anh trai bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2019 với bộ phim đầu tay mang tên Oppa Phiền Quá Nha cùng chị dâu Harry Won. Sau đó, tên tuổi của nữ diễn viên Gen Z tiếp tục được phủ sóng khi tham gia Bố Già của anh trai Trấn Thành. Năm 2022, Uyển Ân khiến mọi người quan tâm khi xác nhận đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh của Trấn Thành ra rạp vào dịp Tết Nguyên Đán 2023. Thông qua trailer mới nhất, nhiều người thể hiện sự trông chờ vào diễn xuất của nữ diễn viên trẻ, nhất là khi cô đã có tiến bộ vượt bậc so với bộ phim trước đó. Bên cạnh diễn xuất, nhiều người cũng đổ dồn sự chú ý vào nhan sắc của Uyển Ân. Cô liên tục nhận được lời khen từ cộng đồng mạng khi nhan sắc ngày càng thăng hạng theo thời gian. Nếu như trước đây Uyển Ân luôn để lại dấu ấn với khuôn mặt đáng yêu, tính cách nhẹ nhàng nhí nhảnh, không khác gì cô em nhà bên, thì hiện tại trong những tấm ảnh mà cô đăng tải trên trang cá nhân, Uyển Ân khoe vẻ đẹp trưởng thành, tuy vẫn giữ nét tươi trẻ nhưng có thêm chút quyến rũ của nàng thiếu nữ. Thậm chí mái tóc nâu được uốn xoăn của Uyển Ân khiến mọi người bật thốt vì quá giống chị dâu Harry Won. Chính vì lẽ đó mà netizen bình luận nếu Uyển Ân tút tát thêm ngoại hình và phong cách ăn mặc thì sẽ không thua gì những hot girl Hàn Quốc. Nhìn lướt qua tưởng Harry Won giống quá Ân ơi, nhìn tưởng gái Hàn quá xinh luôn. Người ta gọi đây là trưởng thành nhưng không bị già, tóc này quá hợp với Ân, nhìn em lớn hơn so với trước. Chị nhìn khác quá nhưng có nét giống Harry Won ghê, tóc ngắn nhìn giống con nít lắm, giờ Ân cũng lớn hơn rồi, phải để cho em nó trưởng thành chứ. Ủng hộ Ân theo kiểu tóc với make up như vậy nha, nhìn xinh như hot girl luôn. Không chỉ được khen ngợi với ảnh đời thường, gần đây khi Uyển Ân xuất hiện trên thảm đỏ cũng được mọi người bình luận có cánh. Cô nàng cũng lựa chọn những chiếc váy khoe được vẻ đẹp quyến rũ của bản thân. Trong thời gian tới, Uyển Ân sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật hơn, không chỉ nhận lời đóng phim mà cô còn tham gia nhiều sự kiện trong giới giải trí. Để có ngoại hình như hiện tại, Uyển Ân từng rất nỗ lực để giảm ít nhất 12kg. Nhờ chăm chỉ tập tành cùng việc ăn uống điều độ, diện mạo em chồng Harry Won đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc. Nếu không tham gia làm nghệ thuật, tôi thấy việc là em gái anh Trấn Thành rất bình thường. Còn khi đã tham gia, tôi sẽ cố gắng hết sức qua từng vai diễn để mọi người nhớ tôi là diễn viên Huỳnh Uyển Ân, chứ không phải em gái Trấn Thành, cô nói. Được biết, gia đình Trấn Thành có 3 người con, trong đó nam nghệ sĩ là con trai lớn. Dưới anh có 2 người em gái, Huỳnh Trinh My, sinh năm 1993, không theo nghiệp nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học tại thành phố Hồ Chí Minh, Trinh My chuyển sang công việc kinh doanh. Hiện tại, Trinh My có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con. Huỳnh Uyển Ân là em gái út trong gia đình. Từ nhỏ, Uyển Ân luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương hết mực của cha mẹ và anh chị. Ngoài Trấn Thành, Uyển Ân là thành viên tiếp theo trong nhà theo đuổi công việc đóng phim.